Thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của ngày lễ lá chúng ta nghe thì là khá dài. Có thể nói là lễ lá bao trùm cho cả tuần thánh hôm nay để diễn tả cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Cho nên chúng ta hãy tham dự, lắng nghe tin mừng khi chúng ta tham dự lễ lá cũng như là suốt tuần hôm nay kể lại cuộc đời của Đức Giêsu trong những ngày cuối của Ngài. Ở đây chúng ta sẽ gấm suy một khía cạnh nhỏ mà tôi nghĩ rằng là nó cũng có thể là của mỗi người chúng ta. Trước hết là những gia đình, rồi có thể như là chúng tôi là những người cũng chọn một cái bậc sống, cũng có những cái lời cam kết các tu sĩ và ơn gọi giáo dân. Anh chị em cũng thấy có những lời hứa với nhau. Hứa giữ lòng trung thủy, rồi chúng ta hứa khi mà nhận lãnh bí tích thánh tẩy, rồi hứa khi thêm sức, rồi hứa khi mà mỗi dịp lễ phục sinh, vòng phục sinh, chúng ta luôn có những cái câu để trả lời khi bị chủ tế hỏi. Cho nên cuộc đời chúng ta rất nhiều lần đã hứa, nhưng mà anh chị em cũng thấy là chúng ta cũng có rất nhiều lần bội hứa. Chúng ta cũng nghĩ, khi hứa chúng ta không có nghĩ rằng là chúng ta sẽ bội hứa. Chúng ta thử lấy lời Chúa rọi soi cho chúng ta với cái kinh nghiệm của Thánh Phêrô, và hãy lấy cũng như là cái kinh nghiệm của chúng ta, đều nếu chúng ta muốn tránh đi cái tình trạng bội hứa này, chúng ta phải sửa lại. Trước hết là phúc âm của Thánh Luca thuật lại thì chúng ta thấy cái gì? Trước hết là khi Chúa Giêsu muốn nói đến cái tình trạng đau thương Ngài sẽ gặp, và những người môn đệ thì bỏ Thầy, thì Phêrô thưa rất là hùng hồn. Thì Ngài đã nói thế này là ai muốn bỏ Thầy thì bỏ, con sẵn sàng vào tù hay chịu chết vì Thầy. Có lẽ chúng ta cũng rất nhiều lần hứa trong đời sống vợ chồng, hứa với nhau không bao giờ bỏ nhau, hoặc là những người có những cái lời hứa khác, không bao giờ con sẽ bỏ Chúa. Ai cũng có những cái lời hứa tốt đẹp như vậy. Nhưng rồi chúng ta cũng thấy cái đau thương của Phêrô. Ngài không phải là nói, Ngài nói dối, không phải là Ngài theo cái bản năng bốc đồng, mà Ngài nói rất thật với lòng của mình. Ai muốn bỏ Thầy thì bỏ, Phêrô thì không. Và tại sao lại đưa đến cái nỗi là cuối cùng là tôi không biết Ngài là ai trước một những đầy tớ gái xót xa. Và vì thế chúng ta thử xem rằng tại sao, và nhìn vô Ngài như vậy, chúng ta cũng biết tại sao chúng ta lại bội hứa với nhau, bội hứa với Chúa, bội hứa với bậc sống của mình. Chúng ta thử lấy một vài hình ảnh để chúng ta đối chiếu lại mình có vướng vào như vậy không. Khi Chúa Giêsu nói như vậy rồi á, thì Phêrô thề chết thề sống, thôi ai cũng vậy đó. Lòng con thì cũng chẳng bao giờ mà nói là con phản bội Chúa đâu. Nhưng thế này, khi Chúa Giêsu cũng trước cái nỗi sợ hãi thì Ngài tha thiết cầu nguyện. Còn Phêrô và những môn đệ khác thì các ngài đã làm gì? Họ ngủ. Trước lời cảnh báo của Chúa là các con sẽ bỏ Thầy, Chúa cảnh báo trước, Phêrô không chịu. Cũng giống như là có rất nhiều người cảnh báo chúng ta, nếu như thế thì sẽ có cái nguy hiểm đến lời cam kết trong gia đình, lời cam kết trong đời sống ơn gọi của mỗi người. Chúng ta coi thường, chúng ta thấy ồ làm sao được. Nhưng mà khi Chúa Giêsu trước những cái khó khăn nhất thì Ngài cầu nguyện đổ mồ hôi máu. Chúng ta đã nghe Ngài cầu nguyện gì rồi? Hãy thức mà cầu nguyện với Thầy thì Chúa cầu nguyện thiết tha quay trở lại vì ông đang ngủ.
Chúa lại đi cầu nguyện thì các ông cũng không thể nào cầu nguyện nổi, cứ ngủ thôi. Như vậy thì cái tình trạng để mà chối Chúa luôn khởi đầu bằng đời sống không cầu nguyện. Rồi người không cầu nguyện, chúng ta cũng thấy thường đó là hay dựa vào những cái gọi là những cái khả năng giống như Phê-rô đó, dựa vào cái thanh gươm nằm bên cạnh này, có đâu, ai mà vô đây là chém liền. Chúng ta hay dựa vào những cái khả năng, những cái phòng hờ nào đó. Vì thế mà khi Chúa Giê-xu đến giờ quân giới đến bắt thì Phê-rô vung gươm chém liền. Một ngư phủ lấy gươm múa lung tung, chỉ đứt mỗi cái tai của đầy tớ vì thượng tế. Và cuối cùng thì Chúa chữa lành, coi như là công cốc. Vậy thì người trước những cái ơn gọi để sống liên kết với Chúa, chúng ta bỏ cầu nguyện, thì bắt đầu chúng ta sẽ dựa vào đây công việc tôi làm này, đây là thế giá này, đây là cái khả năng kia, coi chừng vấp ngã. Và cái người không cầu nguyện là người dựa vào những cái khả năng tự nhiên, những cái tiền tài danh vọng, quen cái này quen chỗ kia, thân thế này, đó là cái lẽ thường tình. Và khi dựa vào những cái gì bên ngoài như vậy đó thì bắt đầu không cần Chúa nữa đâu. Phê-rô chúng ta thấy từng bước đi lùi, là họ bắt người kéo tới nhà vị thượng tế thì Phê-rô theo Chúa xa xa. Người không tha thiết cầu nguyện, không gặp gỡ Chúa, bỏ đi những giờ quy định từ lời kinh, từ thánh lễ, từ những cái giây phút là cầu nguyện trong thinh lặng, bỏ đi. Rồi bắt đầu là gì? Lòng đạo đức chúng ta sẽ bắt đầu nhạt nhòa. Chúng ta có theo Chúa, có làm thì cũng là xa xa thôi. Phê-rô theo Chúa xa xa. Và rồi khi không cầu nguyện thì bắt đầu lòng con người thầm sao? Con người bắt đầu tìm thỏa mãn những cái cảm giác, những cái nhu cầu rất bản năng. Cho nên họ đốt lửa ngồi thì Phê-rô cũng ngồi vì trời lạnh. Trong khi Chúa Giê-xu với ngọn lửa yêu cha yêu con người, trời lạnh cũng là vác thập tự mà đi. Còn Phê-rô tìm cách để sưởi ấm, nghĩa là tìm thỏa mãn những cái cảm giác thôi. Và khi mà tìm thỏa mãn như vậy đó thì chúng ta thấy gì? Chuyện chối Chúa là đương nhiên. Chúng ta cũng có thể nghĩ một cách ngắn ngủi như vậy, nhưng mà chúng ta có thể kết luận: anh có lời hứa bao nhiêu, có sốt sắng bao nhiêu, thì nếu đời sống thiếu đi cầu nguyện, mà cụ thể ở trong cuộc sống đạo của chúng ta, dấu bên ngoài nó không là tất cả, thì chúng ta vẫn xem lại thứ nhất, dự lễ có tử tế không, có trung tín không. Trong gia đình, trong cuộc sống, chúng ta còn dừng lại để biết đọc kinh cầu nguyện không? Chúng ta còn giữ những giây phút thinh lặng trước ánh sáng lời Chúa để nhìn ngắm Đức Kitô không? Nếu không, hoặc là chúng ta sẽ bớt dần dần, đây việc này, đây việc nọ, đây việc kia chúng ta bớt, thì sẽ đưa đến tình trạng như là Phê-rô, dựa vào những cái thanh gươm, thân thế, tiền bạc, những cái quen biết, tất cả cái đó là khởi đầu của một bước cuối cùng là tôi không biết Ngài là ai. Không phải là một câu nói như là Phê-rô đâu, mà tôi không biết Ngài là ai, bởi vì sức sống niềm tin không còn nồng cháy trong chúng ta. Và vì thế đời sống đức tin của chúng ta cuối cùng vẫn là một sự chối bỏ khi chúng ta không trung tín với nhiệm vụ. Xin Chúa cho chúng con được ơn khôn ngoan để nhận ra mưu trước của ác thần, đó là chúng con có bao nhiêu đi chăng nữa thì hãy nhớ giữ lấy đời sống cầu nguyện cho thật trung tín, cho thật tử tế, rồi mọi sự chính ơn Chúa, sức sống của Chúa sẽ đồng hành với chúng con.
Xin Chúa chúc lành cho chúng ta và giúp cho chúng ta luôn biết trở về và lắng nghe Chúa nói. Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ.